Vâng, xin chào bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu các bạn một sản phẩm mới của hãng W Toy ha. Đó là một sản phẩm XK124019 WL Toy. Thì một sản phẩm này là một sản phẩm phiên bản to hơn, tỷ lệ lớn hơn so với cái mẫu sản phẩm 144001 ha. Thì về motor thì nó cũng không có khác nhau, được cái là nó to hơn. Nhưng mà body nó chỉ có một màu tím như vậy thôi ha. Đó. Bánh xe nó cũng màu tím luôn. Phuộc thì bằng kim loại. Những cái cánh bướm trước sau kim loại ha, sườn bằng kim loại cũng như mẫu cũ thôi. Nhưng mà pin nó là 7V 2200mAh nha các bạn. Bây giờ mình sẽ lấy cái mẫu 144001 ra kế bên cho các bạn xem ha. Đó, đây là mẫu 144001 nè. Thì các bạn nhìn tổng quan thì cái xe này nó dài hơn ha. Nó bự hơn chút xíu, này tỷ lệ 112, này tỷ lệ 116. Đó. Đây hai cái mẫu. Thì mình sẽ tháo body ra bên trong cho các bạn xem. Cho hai mẫu ha, chúng ta hình dung, dễ hình dung. Thì đây là cái mẫu 144001. Còn đây là cái mẫu 124019. 124019 á thì pin nó sẽ to hơn nè, 2002. Đây, đây là cục pin của chúng ta. 7V 2002. Thì mình có bán 7V 3000 ha, thì các bạn có thể mua pin 7V 3000. Thì pin 7V 3000 hiện tại vẫn thể gắn được cho 144001 ha. Chúng ta sẽ tháo hút này ra, chúng ta gắn pin nó cũng dài ra. Bên đây gắn cũng được ha. Hai cục đều ok. Hai xe này về motor thì hai cái giống nhau, motor 550. Do xe này tỷ lệ nhỏ hơn cho nên là tốc độ nó 60 km/h, còn xe này nó to hơn nên là tốc độ nó giảm xuống còn 55 km/h. SC thì nói chung thì cũng kiểu giống nhau. Ví dụ các bạn, nhưng mà cái remote nó, mỗi cái AC remote nó nhận sóng khác nhau nha các bạn. Rồi mình test thử rồi. Ví dụ như cái con này là cái remote nó của mẫu bên đây, nhưng mà khi kết nối bên đây thì không kết nối được ha. Mình test rồi, nó không kết nối được. Về cái phần lắp á, thì đối với mẫu sản phẩm này thì nó vẫn như mẫu cũ, lắp liền ở phía trước ha. Lắp liền phía trước để khi chúng ta có đụng, có va chạm gì thì cái lắp nó sẽ không bị rơi ra ngoài. Vi sai thì vẫn là hai cầu bằng kim loại ha. Còn nhông truyền thì lúc nào nó cũng bằng nhông nhựa rồi ha. Để nó tránh nó bị phá hai cái nhông kim loại. Nếu mà chúng ta nhông truyền và nhông kim loại, hai nhông nó dễ bị phá, nó hư nhông nhiều khi nó cháy motor. Cho nên là xe, các bạn để ý là xe lúc nào chúng ta cũng thấy nhông truyền nó bằng nhông nhựa hết á. Để lỡ có nó phá hư thì nó hư cái nhông nhựa. Đó, thì servo thì mình thấy hai servo này là đều như nhau, không có gì khác biệt ha. Đó là một số cái điểm giống và khác nhau giữa hai cái mẫu xe này. Cánh bướm thì nó cũng sai thôi, bánh thì cũng cùng sai các bạn. Dù có hư bánh này, chúng ta mua bánh loại 14001 thì vẫn sử dụng được. Motor thì vẫn giống nhau, các bạn có thể thay qua thay lại ha. Đó. Thì để kết nối xe á, thì chức năng remote thì nó cũng như cái mẫu 144001 thôi. Nha, remote này các bạn bật lên nè. Chúng ta ghim pin vào. Bấm giữ. Đó. Thì nó sẽ nhận sóng ha. Cần này là trái phải. Khá nhạy. Thì trên đây thì chúng ta sẽ chỉnh bánh ha. Nút trên là chỉnh bánh nè. Đó. Còn cái nút dưới là chỉnh tốc độ, các bạn dặn hết qua bên phải thì nó sẽ là tốc độ nhanh nhất, ta dặn qua bên trái thì nó là tốc độ chậm ha. Đó. Rồi nó hai cầu trước sau ha. Xe này thì mình sẽ có một cái clip test bên ngoài cho bạn xem ha. Đó, thì remote thì nó chỉ có hai nút tinh chỉnh này thôi, còn nút 1 2 3 4 thì hầu như cái mẫu sản phẩm xe nào của WL Toy mình cũng thấy nó có cái nút này. Nhưng mà cái này nó thường nó sử dụng cho cái dòng xe địa hình mà nó có được quẹo được bánh trước, quẹo được bánh sau, nên nó mới có 4 cái mod 1 2 3 4. Còn có những xe tốc độ này thì cái nút đó không có tác dụng nha các bạn. Thì khi các bạn mua về, các bạn lưu ý chúng ta sạc pin trước khi chơi nha các bạn. Đối với cái mẫu sản phẩm này á thì sạc pin USB ha. Các bạn USB sạc chúng ta cắm vào cốc sạc điện thoại và đầu còn lại ta ghim vào cái giắc cắn của cái cục pin này nè, thì nó sạc, nó sẽ báo đèn trên cái USB sạc của chúng ta để cho khi chúng ta đầy thì chúng ta rút ra ha. Và khi rút ra chúng ta cũng phải nghỉ tầm 10-15 phút cho pin nó nguội, rồi sau đó các bạn sẽ gắn vào xe và hoạt động.
sau khi hoạt động xong cũng phải để nghỉ 10-15 phút, rồi sau đó các bạn sẽ ghim sạc để tiến hành sạc pin ha. Trường hợp nếu mà các bạn để lâu á mà chúng ta không sử dụng thì chúng ta không nên sạc pin đầy ha, phải xả pin, hoặc chúng ta để pin tầm khoảng 50% thì pin nó sẽ sử dụng được lâu. Trường hợp nếu bạn sạc đầy quá để lâu thì pin nó có thể bị phụ ha, hoặc nếu ta để cạn pin quá để lâu thì pin nó sẽ tụt, dẫn đến chúng ta không thể sạc pin lên được và có thể là hư pin. Cho nên cách tốt nhất thì các bạn có thể mua thêm một cái cục kiểm tra cell á. Thì cái cục kiểm tra cell này giúp cho các bạn kiểm tra được pin chúng ta dung lượng cao hay thấp để chúng ta biết cách xử lý. Thì cái cục kiểm tra cell này nó cũng rẻ thôi, chỉ có 29.000, nên là các bạn ví dụ chúng ta mua xe mà giá trị cao thì chúng ta nên còn có một cái cục này để kiểm tra pin ha. Bằng cách chúng ta sẽ ghi vào đây, nó sẽ báo pin cho chúng ta biết. Ví dụ pin hiện tại của một sản phẩm này là 7.6 ha, thì nó nằm ở mức 3.83, 3.8 trở lên á, 3.83 đến khoảng 3.9 đổ lại á, thì pin nó nằm ở khoảng đó thì được. Thường thì nó nằm ở mức 3.83, 84, 85 tầm đó ha, thì là để lâu pin nó không có tình trạng hư cũng như là tụt pin đó. Thì trọn bộ sản phẩm này thì các bạn sẽ có một cái chiếc xe như thế này, có pin bên trong 74-2002, một cái remote điều khiển. Ngoài ra chúng ta sẽ có catalog, một cái USB sạc ha. Đó, thì đó là toàn bộ sản phẩm. Thì nếu các bạn quan tâm mẫu sản phẩm này, các bạn sẽ truy cập vào website trực tiếng asin.vn và gõ một từ khóa là 124019, hoặc các bạn có thể click vào đường link bên dưới phần nội dung mô tả, sẽ có cái đường link dẫn tới hình ảnh sản phẩm video này. Ngoài ra mình sẽ luôn luôn update nhiều mẫu sản phẩm mới cho các bạn trong những video tiếp theo. Các bạn đừng quên like, share và subscribe nhé. Cảm ơn các bạn.